Khi mà mọi người đã nhận được CLS trong tay thì chúc mừng mọi người là mọi người có thể tiến hành vào đường link tiếp theo Naomi để ở dưới để mọi người có thể trực tiếp nộp hồ sơ visa. Khi mà mọi người chụp nộp hồ sơ visa, điền toàn bộ thông tin của mình vào đó. Tất nhiên là nếu mà các bạn có luật sư thì sẽ nhờ luật sư thì sẽ rất là tuyệt vời hơn. Mình đa phần hồ sơ của Naomi thì đều nhờ luật sư làm hồ sơ cả để độ đảm bảo độ an toàn đó. Chỉ ở UK thì các bạn hoàn toàn là có thể tự nộp nếu các bạn muốn. Sau đó nếu mà mình có con cái hoặc là vợ chồng thì hoàn toàn có thể đi cùng nhau luôn, không có gì khó khăn cả. Mình đã tiến hành, mình sẽ nộp hồ sơ, mình trả phí cho xét visa, mình trả phí bảo hiểm, và đặc biệt là các bạn phải đi khám sức khỏe, người ta ở đây gọi là TB test đó. Nếu mà các bạn không có TB test hoặc là các bạn TB test không qua thì các bạn sẽ không nộp được hồ sơ đâu nhé. Khi nộp xong thì các bạn sẽ lấy lịch dấu vân tay. Tới khi có lịch dấu vân tay thì cả nhà sẽ lên lấy dấu vân tay, và sau đó mọi người ở nhà chờ kết quả. Hiện tại thời điểm này chỉ tầm 2 tuần là các bạn đã có kết quả visa rồi, và sau đó thì chờ kết quả và mua vé bay lên đường bay sang Anh. Rất là đơn giản đúng không nào? Là summary nó thế thôi, nhưng về quy trình thì nó cũng khá là chi tiết. Mọi người phải chuẩn bị cho mình, ngay cả những lắm lúc thì người ta sẽ yêu cầu ra phần xác nhận của đơn vị thì mình cũng chuẩn bị rất là kỹ. Ok, chúc mừng mọi người. Và sau đó thì mọi người sẽ xem phần 3 tiếp ở đây nhé.